mến chào uh, lại cả nhà mình nha. Um, hôm nay mình uh, có một ít uh, chia sẻ về những cái uh, live stream software. Có nghĩa là theo như uh, nhiều bạn biết là trên này uh, ai cũng muốn live stream cái OBS và cho rằng là OBS uh, live stream qua nó âm thanh nó rất là hay, hay là um, uh, Ồ oh, để coi coi, oh, mình uh, không biết là, ồ oh, có nghe, ok Livestream nó rất là hay Âm thanh chuẩn rồi uh, uh, hình ảnh rõ <laughs> Tất cả những cái đó là tào lao là bậy hết Mình dám nói thẳng luôn Mình uh, đụng chạm tới ai cũng chịu thôi nha Tại vì cái này là mình chia sẻ thật Và cái kinh nghiệm thật sự và cái uh, cái hiểu biết nhỏ nhoi của mình ở trong đó um, Như các bạn thấy đó là nó có rất là nhiều cái virtual cam, uh, webcam software để mà mình capture cái màn hình à, Để mà mình livestream cái màn hình, share, chia sẻ này nọ, webcam rồi thêm những cái ảo những cái uh, Nói chung là những cái background những cái làm cho da mịn này nọ Thì ok mình để cho cả nhà so sánh Đây là cái OBS Các bạn muốn xài được nó thì dĩ nhiên các bạn phải đưa source nó vào ok Trong khi đó tìm cái scene nào Chọn, chọn cái scene là chọn cái source chọn audio. Nếu mà cho những người không biết mà nhìn trong cái settings của nó kiểu này đó, <laughs> audio output, input này nọ thì nhiều người sẽ bị uh, loạn, không phải ai cũng biết uh, chỉnh cái này là hotkey. Ok. Không phải là ai cũng biết chỉnh, ai cũng biết sửa. Mình thì mình tìm những cái đơn giản mà cực kỳ hay phải so sánh hay bằng mà cái cái hay nhất là cái gì là trực tiếp đi đi vào browser của Facebook là cái hay nhất. Nhưng mà ai cũng cho rằng À qua cái chương trình này là tại vì Chương trình này nó hay là tại vì người ta chỉ biết một chương trình thôi Đúng không? Tại vì người ta chỉ biết một chương trình thôi Còn uh, mình thì uh, Những cái chương trình mà để chia sẻ trên mạng Như uh, Manicam Đây, mình mở cho các bạn xem Như uh, Manicam Rồi uh, Screen Capture Đây, Screen Capture đây Nó cũng có streaming ở đây, đúng không? Uh, là mình có thể share Facebook, share Youtube mình có thể live stream uh, tất cả mọi nơi, ok? cũng giống như các bạn nhìn thấy ở đây nó cũng có chữ streaming ở đây nè, mình chỉ cần click on thôi là xong, ok? còn cái source audio source của nó thì uh, ở đây các bạn nhìn thấy mình lựa đường nào để mình mình nói chuyện, còn hay hay dở là do cái sound card của mình chứ không dính dáng tới cái chương trình, các bạn nên nhớ là nếu mà chương trình nó uh, nó làm cho âm thanh hay, hình đẹp, thì thật sự mình nói mình bỏ ra hai chục mình mua cái camera thì làm hình cũng đẹp đúng không? đúng không? Hay là mình uh, uh, bỏ ra uh, 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 không cần phải bỏ tiền mua sound card nữa tại vì uh, cái laptop nào, cái máy nào, cái uh, MacBook nào cũng có cái đường âm thanh ra vào. ha. Thì uh, nếu mà chương trình nó hay vậy uh, mấy cái hãng nó nó bán sound card, bán webcam nó phá sản lâu rồi. Ok, nó phá sản lâu rồi. Thì cái này là cái mình uh, cho bà con biết. Ngoài ra nó vẫn còn cái mà những cái mà của Cyberlink Đây, mình cho các bạn xem. Ok. Đây là trang web của Cyberlink. Um, các bạn thích để tiếng Đức thì mình để tiếng Đức, thích để tiếng uh, tiếng Anh mình để tiếng Anh. Hiện tại bây giờ là cái tiếng Anh đi. Ok. Um, ở đây có những cái product của Cyberlink cũng giống như là Power DVD mình nói ví dụ. Ok. Um, nhiều người cho rằng những cái chương trình VLC nghe rất là hay là tại vì nó miễn phí, cái thứ nhất. Ừm um, rồi cái thứ hai là nó ai cũng xài hết cho nên người này truyền tay người kia. Chứ thật sự mà nói có ai nghiên cứu ra những cái chương trình này không? Ở đây tiếng Đức nó để là Nummer 1 Median Player im m Kino. Yeah. Mà cái này là cả thế giới công nhận nha. Chưa có thằng nào, chưa có hãng nào mà dám dám nói ồ bạn nói bậy rồi Power DVD làm gì Nummer nó mà 1 được. Còn nếu mà dịch ra tiếng uh, tiếng Anh thì ở đây mình cho các bạn nghe. Nó cũng vẫn để World Number 1 Movie and Media Player. Ok. Um, về làm phim ảnh về streaming về uh, 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 về xem phim xem ảnh ở đây là nó coi luôn tám 8k nha các bạn nhìn thấy mình không phải là quảng cáo hàng để mà mình bán nhưng mà mình muốn chia sẻ cái hiểu biết của mình cho tất cả mọi người chứ đừng lầm đừng lầm biết được một cái không có nghĩa là cái đó đứng hàng đầu mà mình phải so sánh mình phải xài nhiều thứ mình phải xài nhiều thứ mình mới uh, mới biết được mình mới so sánh được mới so sánh ra Um, tại sao nó là cái number one media player? Tại vì nó xem được Blu-ray, nó xem được uh, ISO file, nó xem được uh, 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 những cái 4K 8K những cái HD đó mà nó phát ra âm um, thanh DTS. Còn mấy cái player khác nó chỉ nhờ cái codec này cái plug-in để mà nó hát thôi, nó không phải là gốc. Ok. Um, còn những cái chương trình giống như là ờ uh, Ucam hay Perfect Cam thì các bạn cũng nhìn thấy ở đây nha. Yeah. Là cũng share đây cũng share uh, live stream được Facebook, YouTube, Perfect Cam y chang như vậy đó. Các bạn cứ tưởng tượng mình xài một cái screen recorder này mình streaming, mình xài một cái Perfect Cam để streaming, mình xài một cái Ucam uh, uh, đó, ba cái đó thôi là mình có thể uh, live stream một lúc ba cái uh, uh, ba cái account khác nhau rồi mà mình chưa tính là trên Facebook nữa với lại uh, trên uh, trên uh, Twitch nữa, ok? là làm được. Rồi bây giờ cộng thêm OBS vô nữa là mình có cái thứ tư. Đúng không? Thêm cái Manicam nữa là có cái thứ năm. Rồi cái Sparkle cam, cái Webcam Max, rồi vân vân và vân vân. Nó có rất là nhiều. Còn nếu mà nói là xài OBS để mà làm background đẹp này nọ thì cái đó là ảo. Cái đó là cái tào lao nhất luôn. Ok. Um, ai cũng nói là cái này miễn phí. Các bạn xài các bạn có thấy miễn phí không? Mình không thấy miễn phí tí nào hết. Thứ nhất, các bạn cần sound card. Các bạn phải mua, phải tốn thứ hai các bạn cần webcam các bạn cũng phải mua phải tốn đúng không rồi cái thứ ba các bạn đi mua một cái background màu màu xanh lá cây để mà tạo những cái màn hình ảo ra nữa là cũng là một cái tốn kém rồi rồi cộng thêm nữa nha chưa cộng thêm máy móc phải chạy nhanh các màn hình phải tốt thì nó chạy mới mượt được ok còn nữa nó còn dính dáng tới cái đường mạng đường tải đường upload của các bạn coi nó đưa lên làm sao nữa chứ không thôi là nó sẽ bị giật nó sẽ bị giật hoặc là nó bị delay đúng không? Còn những cái bây giờ như bây giờ mình đang chia sẻ là mình đang chia sẻ để mình thu hình lại mình đưa lên YouTube cho các bạn xem, ok? Mình đưa lên YouTube cho các bạn xem để các bạn nhìn thấy chứ không phải là như ở đây mình cũng có thể làm được những gì mình muốn. Đó giống như là ở đây mình uh, uh, tại sao mình làm mình làm tên ca sĩ này nọ mình làm được. Bây giờ mình uh, ở đây để mình, mỗi lần livestream mình hát 20 bài hát đi thì mình cũng đưa tên ca sĩ lên được đúng hay sai? Hay là đây? mình có thể đổi đổi cái font khác đổi cái font khác ok các bạn nhìn nè làm được hết ok làm được hết rồi background của nó virtual background ở đây các bạn cũng nhìn thấy nếu mà mình muốn mình có thể replace cái background nếu mà mình cũng có màn hình màu xanh đúng không nếu mà mình cũng có màn hình màu xanh mà các bạn hãy xem thử có cái mannequin tên tuổi tới cái nào nó xài bao nhiêu lâu rồi ở trên photoshop ha ở điệp khúc hầu như ai cũng xài Ai cũng xài. Cái vô OBS này nó cũng là một cái chương trình y chang như vậy thôi nhưng mà nhìn nó phức tạp hơn, nó phiền hơn. Ok. Um, làm gì làm cái gì cũng phải um, có cái giá của nó. Như cái này á, muốn xài đàng hoàng này nọ thì mình mua nó cũng đâu có đáng bao nhiêu đâu. Các bạn mua webcam mấy trăm được thì <laughs> hay là mua sound mấy trăm được thì ở đây có mấy chục thì các bạn cũng sẽ mua được thôi. Ok. Thì mình xài nó mới thoải mái hơn. Chứ đồ miễn phí mà nói là ngon hơn là đồ đồ mà phải mua phải bán trên mạng này nọ giá thực tế thì uh, mình thấy là hơi khó đó mình thấy là hơi khó um, ở đây làm được hết tất cả nha mình có thể uh, set một cái background khác đó nếu mà cái màn hình của mình bây giờ là màu xanh thì thật sự các bạn chỉ có nhìn thấy mình thôi còn cái màn hình uh, mình có thể uh, uh, làm transparent nha Rồi ở đây mình muốn hoặc là mình đưa một cái video clip nào vào Ok đây mình có thể đưa một cái video clip nào uh, vào bây giờ ở đây mình có cái hình của mình đi mình nói ví dụ thì các bạn cũng nhìn thấy đúng không làm nó đơn giản chứ không phải là như cái cái những cái chương trình mà như các bạn nghĩ các bạn nói ok cái này là hôm nay là mình chia sẻ về uh, video nhiều hơn ok chia sẻ về video nhiều hơn uh, để coi tắt tắt cái này đi đó ok còn ai mà có thắc mắc có nhu cầu hay là có cần muốn biết bất cứ cái gì về uh, âm thanh, về hình, về streaming, uh, mình không nói là mình biết hết tất cả, nhưng mà có những cái là mình đã theo và mình đã xài hơn 20 năm nay, thì mình có thể chia sẻ cái kinh nghiệm mình cho tất cả mọi người biết, ok? chứ uh, như mình thấy uh, <laughs> có nhiều người họ biết một họ nghĩ cái đó là hết, là, là tất cả rồi, ok? tại vì phải phải ra tới biển lớn mới thấy được cá mập cá voi cá ong cá này cá nọ đúng không chứ ngồi ở bên trong mình là con cá cá vàng lớn một tí đi ha một con koi fish mà mình thấy mấy con cá vàng nhỏ nhỏ cá ba đuôi nhỏ nhỏ thì mình cứ nghĩ là mình to lớn à, hôm nay hôm nay huy nói là tại vì có vài người đã vô tình làm những cái chuyện không hay cho nên mình chia sẻ cái video này mình để cho họ biết được ok Ok, thôi mình xin chào cả nhà nha Mình xin ngừng cái video tại đây Ok bye cả nhà